quý vị chỉ cần bỏ ra vài phút đồng hồ để theo dõi video này là đã có thể tìm ngay cho mình dòng máy băm cỏ và máy làm cám viên tại nhà rẻ nhất thị trường. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ngọc Nga đã trở lại rồi đây. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ giới thiệu tới quý vị combo hai dòng sản phẩm siêu tiện ích giúp quý vị có thể băm nhỏ các loại nguyên liệu và làm cám viên tại nhà cho các vật nuôi. Đó chính là dòng máy băm cỏ 5TA và dòng máy ép cám viên F150. Cả hai dòng sản phẩm này đều sử dụng dòng điện một pha 220V, phù hợp với tất cả các hộ gia đình. Và hai dòng sản phẩm này có điểm gì nổi bật? Vậy thì xin mời quý vị hãy nán lại một vài phút để cùng với Ngọc Nga theo dõi về hai dòng sản phẩm này. Xin mời ạ. Máy băm cỏ 5TA sử dụng động cơ 3-3,5kW, nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với mọi nông hộ, cho năng suất từ 300-500 cân trên một giờ, là sự lựa chọn hàng đầu đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ bởi tốc độ băm nguyên liệu siêu nhanh, giúp quý vị tiết kiệm được lượng nhân công lao động đáng kể. Máy băm cỏ 5TA có thể băm nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu như cỏ voi, thân cây ngô, cà gai leo, bèo tây với năng suất cao, phục vụ cho chăn nuôi thành nguồn thức ăn xanh cho vật nuôi hoặc đem đi ủ chua để trở thành nguồn thức ăn dự trữ lâu dài. Dòng sản phẩm máy băm cỏ 5TA sở hữu hệ thống lô quấn chỉ có ở các dòng máy băm cỏ công nghiệp và hộp số điều chỉnh lô quấn, giúp quý vị điều chỉnh được tốc độ quấn nguyên liệu nhanh hoặc chậm cho ra thành phẩm to nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Toa nạp dạng phễu có kích thước rộng rãi, có thể đưa được 8 cây cỏ voi, có đường kính từ 1-2cm để băm cùng một lúc. Máy băm cỏ 5TA băm nhỏ nguyên liệu tạo ra nguồn thức ăn vô cùng phong phú và dồi dào cho vật nuôi. Và với thành phẩm cỏ voi đã được băm nhỏ nhờ máy băm cỏ 5TA này, ngay bây giờ, kỹ thuật viên sẽ tận dụng đem đi trộn với các nguyên liệu khác, rồi sử dụng máy F150 để làm ra viên cám cho vật nuôi, giúp quý vị tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, dư thừa trong sản xuất nông nghiệp và giảm chi phí giá thành trong chăn nuôi. Xin mời quý vị đón xem. Kết hợp với dòng máy băm cỏ 5TA là dòng máy chăn nuôi được tìm kiếm nhất trên thị trường hiện nay, máy ép cám viên F150. Dòng máy ép cám viên F150 sử dụng động cơ 3-3,5kW, nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với mọi hộ gia đình cho nguồn năng suất từ 100-150 cân trên một giờ. Máy ép cám viên F150 là dòng sản phẩm giúp quý vị có thể tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có để làm thức ăn cho vật nuôi, giúp giảm 30-40% chi phí giá thành mà vẫn đảm bảo được chế độ dinh dưỡng cho vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển. Máy ép cám viên F150 có thể ép đa dạng các nguyên liệu từ dưới dạng bột cám đến những nguyên liệu thô như ngô, thóc, đỗ tương, nguyên liệu tươi như cua, cá, ốc mà không cần phải nghiền trước. Thiết kế máy hiện đại, máng nạp nguyên liệu dạng phễu đứng chứa được lượng lớn nguyên liệu mà không gây tắc máy, buồng làm việc chắc chắn, bộ phận nghiền ép linh hoạt dưới tác động của động cơ 3kW, quả lô quay tròn quanh trục thực hiện nhiệm vụ nghiền, trộn, nén, chặt hỗn hợp thô thành viên cám để xuống khay chờ xả qua mặt sàn. Trong quá trình hoạt động, máy sinh nhiệt từ 60-70 độ nên viên cám khi ra sẽ ấm nóng. Quý vị có thể trực tiếp cho vật nuôi sử dụng ngay, hoặc quý vị muốn bảo quản lâu dài thì đem cám mới làm ra đi phơi, sấy khô rồi đem đóng bao. Với chiếc máy ép cám viên F150 này, quý vị hoàn toàn có thể kinh doanh cám, đem đi bán cho bà con ở xung quanh. Việc sử dụng hai dòng máy băm cỏ 5TA và ép cám viên trong chăn nuôi không những giúp bà con giải phóng sức lao động mà còn giúp tăng năng suất, giảm chi phí giá thành trong chăn nuôi. Vâng, như bà con quan sát thấy, nhờ vào chiếc máy băm cỏ 5TA này mà nguyên liệu cỏ voi đã được băm nhỏ một cách nhanh chóng. Và chỉ một vài thao tác đơn giản, nhờ chiếc máy ép cám viên F150 này mà quý vị đã có thể làm ra những viên cám chắc mịn đầy dinh dưỡng dành cho vật nuôi nhờ tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có giá thành rẻ. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng nhấc điện thoại lên để sở hữu ngay cho mình hai siêu phẩm giúp ích tuyệt vời này. Nếu quý vị còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình.
Và nếu quý vị muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, trực tiếp thay lời cảm ơn của công ty gửi tặng tới quý vị trong suốt quá trình đồng hành, phát triển và sử dụng các sản phẩm của công ty. Phòng Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.